Đập một quả xương gì nhỉ? Xương gì nhỉ? Xương chó ấy. Xương chó. Cái này mà nẹp bằng xương chó thì ấy, chắc chắn là sẽ cực kỳ chắc chắn và cứng. Đấy các bạn nhé, bạn quân bạn ơi bị nan hơi gãy một chút bạn nhé, bạn bó bằng xương chó luôn. Chết nha. Chết. Quá chết rồi chị. Chết đi. Với xương chó. Ở đuôi. Chết. Cố kéo. Đặt cho tí trốn khô. Đi. Đi rồi. Rồi vẫn lâu rồi. Ngoài bãi này thì là không có cái gì làm ấy cả nha. Không có gì mà nẹp. Không có gì làm nẹp. Lấy sự chó làm nẹp. Được không? Được đấy. Chết. Kéo lên tí nữa. Anh đi để đâm nhá. Phải có bố. Đá không bố. Bố mình dài đâu. Độ bao chắc. Bao chúng quá luôn. Này có bao chắc luôn nha. Không chắc. Không biết mà bị ra được cái xương chó này. Ok, chắc chưa? Kỹ sư mang cả thước ra ngoài bãi để đo xem là độ chuẩn ổn chưa để. Nhưng mà ấy chưa? Oh. Chín leo phía bắc đi. Chín leo lên phía bắc đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, dây gãy rồi. Gió mạnh nhỉ. Năm ơi. Không, nẹp bên trên. Vẫn không được các bạn nhé.